Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi buổi chiều vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự và đề tài thứ hai vẫn liên quan tới thời sự tại á châu nhiều khán giả đã hỏi phong à, rất nhiều lần là nếu như trung quốc tấn công đảo quốc đài loan thì liệu hoa kỳ nhật bản có can dự vào cuộc chiến này một cách trực tiếp hay không hay chỉ đứng ngoài hỗ trợ à, giống như là trường hợp của ukraine thì quý vị trong cái bản tin sáng ngày hôm nay phong loan cho quý vị cho thấy rõ ràng rất có nhiều dấu hiệu là Hoa Kỳ lẫn Nhật Bản sẽ can dự trực tiếp cái à, cuộc chiến của Đài Loan nếu như mà Trung Quốc tấn công đảo quốc Đài Loan và trong ngày hôm qua phong cũng có đưa tin về cái à, bài nhận định của tổ chức CSIS một tổ chức chiến lược có ở à, có trụ sở ở tại Washington DC trong đó họ đã phân tích 24 cái kịch bản tấn công của Trung Quốc và cho thấy rằng là quân đội của nhật bản quân đội của hoa kỳ đều có mặt tham dự trong cái cuộc chiến này và ngày hôm nay thì lại có thêm một số tin tức mà tôi nghĩ rằng là quý vị sẽ khẳng định được là hoa kỳ nhật bản có can dự vào cuộc chiến này hay không ok quý vị trong cái bản tin ngày hôm nay thì à, có một số bản tin sáng nay phong loan cho quý vị rất quan trọng đó là ngũ giác đài đã bắt đầu tiếp cận lại với tình trạng đối phó với lại cái à, vũ khí hóa học vũ khí sinh học và trong đó thì à, bản tin sáng nay phong loan là ngũ giác đài đã bắt đầu tiếp cận để mà à, có những cái gọi là đại tu tức là trùng tu lại tất cả những cái cách đối phó về vũ khí hóa học, vũ khí sinh học và trong đó thì quý vị à, bổ phòng trà trong ngày à thứ hai đã nói với tờ báo political rằng là họ có thể làm việc với các cơ quan tình báo để có thể trung tu và tiếp cận lại cái cách đối phó với vũ khí sinh học và vũ khí hóa học. Ian Watson được xem là một và phó bộ trưởng tức là thứ trưởng đặc trách về vấn đề hóa hóa học và sinh học cho biết là họ sẽ phát triển một số những cái điều trị về y tế à vaccine cũng như là những cái à, dụng cụ cần thiết bảo vệ cho cá nhân khi mà có những cái đe dọa về vũ khí này và trong đó cái cái chương trình gọi là uh, bà quốc phòng về hóa học và sinh học à cũng như là cái uh, cơ quan đặc trách về y tế đối phó với trường hợp này là để đối phó với Trung Quốc, Iran và Nga à, trong việc mà sử dụng các cái loại chất độc cũng như là những cái loại vũ khí của họ thì quý vị đó là cái tin thứ nhất mà chúng ta đã có được trong ngày hôm nay và cái tin thứ hai đó là tin từ tờ South China Morning Post cho thấy Hoa Kỳ đã rải tất cả các hỏa tiễn mà thuộc thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ trên tất cả các cái đảo của Nhật Bản, đặc biệt là ở quần đảo Okinawa, quý vị. Hoa Kỳ đã bắt đầu tìm cách đối phó Trung Quốc khi mà họ đã bắt đầu lắp đặt tất cả những cái hỏa tiễn do lực lượng của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ trên toàn các cái đảo của Nhật Bản và trong đó thì Nhật Bản có tới 18.000 binh sĩ thủy quân lục chiến hầu như nằm ở trên cái đảo Okinawa. Đây là một trong những bản báo cáo mới nhất từ tờ South China Morning Post một tờ báo được xem là thân cộng sản. Hoa Kỳ muốn à, có cái lực lượng thủy quân lục chiến của họ trên toàn quốc của Okinawa của Nhật Bản, tức là trên toàn cái đảo này vào từ đây cho tới năm 2026 và nói rằng họ sẽ lắp đặt tất cả những hỏa tiễn và những cái uh, vũ khí hàng nhẹ để kiềm chế lực lượng quân sự của Trung Quốc theo bản báo cáo. Hoa Kỳ đã nói với Nhật Bản là phải à, tái tổ chức lại và sẽ loan báo ít nhất là sẽ có cuộc gặp hai đối hai vào ngày thứ tư ở à, tại giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản à, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng ngoại giao à, theo tường trình của tờ gọi là Zomiori đã cho biết như trên và các viên chức của Nhật Bản à, cho biết là họ vẫn chưa lên tiếng phát biểu tuy nhiên à, một viên chức bộ ngoại giao đã à, cũng đã, đã bác bỏ lời à, lên lên tiếng về các bản báo cáo này tuy nhiên Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ làm việc à, với lại cái lực lượng của Nhật Bản trú à, Hoa Kỳ trú đóng trên Nhật Bản bao gồm luôn cả à, những cái lực lượng của Hoa Kỳ tại đây và trong đó họ sẽ tạo ra một cái đơn vị mới có tên gọi là Marine littoral Regiment tức là tôi tạm dịch là một cái lực lượng trú đóng ven biển Ok quý vị, à, tôi sẽ dịch một cái chữ này chính xác hơn nhưng mà bây giờ mình tạm thời dịch cái chữ này là lực lượng trú à, đóng ven biển và là một phần trong việc tái tổ chức lại cái à, lực lượng thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ à, ở tại à, Okinawa theo tường trình của tư lệnh có tên là David Baker à, từ năm 2020 và kéo dài cho tới à, năm 2030 và trong thời gian này thì ông Baker cho biết là sẽ muốn có những cái à, một à, quan làm việc thân cận hơn với lại bộ quốc phòng của Nhật Bản để có thể dễ dàng tiếp cận đối phó với lực lượng Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Đây được xem là một trong những cái bản báo cáo mới nhất mà chúng ta thấy được là Hoa Kỳ đã bắt đầu tăng cường cái mạng lưới quân sự của họ ở trên cái đảo Okinawa. Một lát nữa chúng ta sẽ mở cái bản đồ lên để xem cái đảo này. quý vị cùng một lượt báo chí của đài Loan ngày hôm nay cũng loan báo là Hoa Kỳ đã tăng cường một quan hệ với Nhật Bản và Philippines trong một cái kịch bản là Trung Quốc có thể tấn công đảo quốc Đài Loan. Ok quý vị, đây là tài báo từ tờ Taiwan News. Hoa Kỳ đã tăng cường các cái quan hệ quân sự với Nhật Bản và Philippines trong việc mà có thể Đài Loan sẽ có cuộc đối đầu quân sự với Trung Quốc. Trong đó thì Hoa Kỳ và Nhật Bản đã bắt đầu tăng cường cái cái hệ thống gọi là hạ tầng cơ sở chỉ huy của họ gia tăng cái việc phối hợp trong việc chuẩn bị cho một cái khả năng là cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc và Đài Loan theo tường trình của tờ Financial Times báo cho biết và tư lệnh à, có tên là à, James Berman là chỉ huy trưởng của cái đơn vị gọi là đơn vị à, thứ ba tức là đệ tam thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ. <laughs> À, đang trú đóng tại Nhật Bản đã nói với lại phía của các đồng minh của Hoa Kỳ và Á Châu là sẽ làm việc để có thể à, lắp đặt tất cả những cái khu vực cần thiết phía Tây à, để ủng hộ không giống như là cái trường hợp của Nga và ở ở, ở ở Ukraine ở Nga và nó sẽ là một cái kịch bản khác và một phần trong cái à, việc mà gọi là à, phía Ukraine gần đây đã thành công sau khi mà Hoa Kỳ đã bắt đầu đối phó với tình trạng mà nga xâm lăng từ 2014-2015 và chuẩn bị sẽ có một cái cuộc huấn luyện toàn diện cho binh sĩ của Ukraine. À, trong đó thì à, cái đơn vị để tạm imef này à, thuộc à, quyền chỉ huy của lực lượng thủy của lục chiến cũng sẽ giải quyết tất cả những cái cơn khủng hoảng bên ngoài nước Hoa Kỳ. Trong đó thì à, lực lượng thủy của lục chiến cũng sẽ có việc huấn luyện à, tương tự như là ở Trung Đông hoặc là có một cái đơn vị nhỏ hơn có thể phản ứng rất nhanh ở trên đảo thuộc khu vực Đông Á và ở phía Tây Thái Bình Dương để đối phó với tất cả những cái tình trạng mà Trung Quốc có thể có những cái chiến lược cần thiết. Đây được xem là một trong những cái bản báo cáo mới nhất và như vậy quý chúng ta đã có một cái bức tranh rất rõ ràng về cái tình hình của eo biển Đài Loan và câu hỏi đã được giải đáp một phần nào. Hoa Kỳ và Nhật Bản có à, can dự vào trong cái cuộc chiến trực với lại Trung Quốc nếu như Trung Quốc tấn công đảo quốc Đài Loan hay không và ngày hôm qua tôi có loan cho quý vị là tổ chức CSIS đã có cuộc nói chuyện về việc mà Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ có cuộc đối đầu quân sự về vấn đề của Đài Loan thì quý vị thấy đây là cái, cái clip trên cái tổ chức CSIS thì Phong đã có xin phép bên CSIS để mà lấy cái clip này xuống thì CSIS đã đồng ý mà Phong có nói chuyện với lại phía của um, một à, nhân viên của CSIS thì họ nói đây là cái à, public ai cũng có thể à, giúp đà, xem được và lấy được thì à, có thể phong sẽ đau xuống và cố gắng chuyển dịch để cho quý vị có thể hiểu rõ hơn những gì đang xảy ra ở trên khu vực Á Châu Thái Bình Dương à, với những chuyên gia và những nhân vật được xem là à, phân tích rất là cặn kẽ trong cái tình hình của eo biển Đài Loan và cái à, tổ chức CSIS CSIS là một cái tổ chức chiến lược à, à, nghiên cứu về chiến lược của quốc tế và đặc biệt là họ sẽ À, phân tích rất kỹ những cái tình hình ở tại à, à, khu vực của à, eo biển Đài Loan hay là trên biển Đông Thì trong những năm gần đây quý vị đã biết đến cái tổ chức này Và đây được xem là một tổ chức khá là à, gọi là quy thế của Hoa Kỳ Và là một tổ chức chiến lược rất quan trọng bên cạnh cái viện nghiên cứu chiến lược Houston Ok quý vị đó là cái phần mà chúng ta thấy được ở trong cái à, bản tin ngày hôm nay Và bây giờ thì Phong mở cái bản đồ lên cho quý vị xem để thấy tình hình của Okinawa nằm ở đâu và lực lượng Hoa Kỳ đang rải tất cả những cái hỏa tiễn của họ nằm dưới quyền chỉ huy của thủy quân lục chiến thì quý vị đã ở trên quần đảo Okinawa chủ yếu là kềm chế Trung Quốc. OK quý vị nếu mà chúng ta zoom xa như vậy thì chúng ta thấy toàn cảnh của Thái Bình Dương trong đó thì biển Đông nằm ở đây, à, biển Thái Bình Dương ở đây ở dưới đây là Nam Thái Bình Dương nha quý vị và khu vực biển Đông thì nằm ở đây, Đài Loan nằm ở đây và quý vị Nhật Bản thì nằm trên đây tuy nhiên nếu mình rung gần vô thì quý vị thấy rõ ràng cái chấm vàng nhỏ này là Okinawa quý vị đây là nơi mà Hoa Kỳ đang trú đóng ở trên khoảng 60.000 quân của Hoa Kỳ đang trú đóng tại Okinawa với lại tất cả những vũ khí được xem là khá tối tân của Hoa Kỳ trong đó thì có F-22, F-35 bên phần của không quân rồi bên phần của hải quân thì có cả hàng không mẫu hạm. Hiện nay thì chiếc hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ là chiếc USS Ronald Reagan và chiếc Nimitz đang trú đóng ở tại Okinawa. Khi mà zoom gần vô thì quý vị sẽ thấy những cái chữ nhỏ hoặc là những cái điểm nhỏ. Đây là những cái đảo xung quanh Okinawa. Thì quý vị thấy đây là Okinawa. Hoa Kỳ đang có lực lượng quân đội trú đóng tại đây và quý vị thấy xung quanh đây là những cái đảo nhỏ và nếu mà tôi rung gần à, tôi rung qua bên đây đó quý vị thì thấy quý vị thấy là ở đây cũng có những cái đảo do Nhật kiểm soát và một số đảo do Đài Loan kiểm soát thì quý vị thấy <laughs> Đài Loan nằm ở đây và các cái đảo này là cái đảo mà tôi gọi là overlap giữa Nhật Bản và Đài Loan tức là hai bên kiểm soát cái khu vực của cái eo biển gọi là Miyako nha quý vị đây là cái eo biển Miyako Trung Quốc mà đưa tàu chiến của họ ra ngoài Thái Bình Dương là đi ngang chỗ này vừa rồi thì chiếc hàng không mẫu hạm liêu ninh của trung quốc đã tập trận ở ngoài phía tây thái bình dương thì họ cũng đi ngang chỗ này cùng với khu trục hạm thì nơi đây được xem là nơi kiểm soát giữa đài loan và nhật bản và hoa kỳ đã tăng cường mạng lưới quân sự của họ ở đây tức là toàn bộ trên khu vực okinawa này quý vị Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ sẽ lắp đặt tất cả những cái dàn hỏa tiễn của họ ở trên các cái vùng lãnh thổ của Okinawa, nơi mà Nhật đang có sự hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ. Thì quý vị thấy nếu mà mình thấy à, ở đây thì quý vị thấy là nó kéo dài nguyên một cái nước Nhật từ ở đó xuống tới đây. Thì quý vị, đây là khu vực ở Nam Thái Bình Dương, ở Thái Bình Dương và quý vị thấy đây là Guam. Thì quý vị, đây là Okinawa. Đây là một trong những cái chuyển trục quan trọng của Hoa Kỳ. Và lực lượng thủy quân lục chiến đã bắt đầu lắp đặt tất cả những hạ tầng cơ sở, các bệ phóng hỏa tiễn được xem là tối tân nhất của Hoa Kỳ được lắp đặt ở trên mặt đất của à, các cái vùng đất ở tại Okinawa. Như vậy thì à, Hoa Kỳ đã chuẩn bị cái mạng lưới quân sự để kềm chế các hành động của Trung Quốc. Rất rõ ràng tại vì Okinawa nằm rất gần Đài Loan và giống như tôi đã từng nói với quý vị, từ Okinawa mà bay tới Đài Bắc chỉ có 100 km. <laughs> 100 km thì khoảng chừng 60 mấy dặm thôi. Thì quý vị, với cái mức bay của chiến đấu cơ của F35 của Hoa Kỳ trong vòng 24 phút cho tới 24 phút là họ đã có mặt tại Okiha à, tại thủ đô Đài Bắc nếu cần thiết. Thì quý vị, những dấu hiệu này đưa ra cho thấy thứ nhất nó đã khẳng định lại cái tập bạch thư quốc phòng của Nhật Bản đã đưa ra năm 2022, trong đó có tới 11 trang nói về tình hình an ninh trên eo biển Đài Loan. Và 11 trang này cũng đã khẳng định là an ninh quốc phòng của đài loan là an ninh quốc phòng của nước nhật thì quý vị thấy các cái đảo quốc mà do đài loan kiểm soát và nhà kiểm soát overlap với nhau tức là có đảo nằm gần đài loan thì do nhà kiểm soát có đảo nằm gần nhật bản thì lại do đài loan kiểm soát tôi gọi là overlap thì quý vị chính điều này nó đã dẫn tới cái nhận định của bộ quốc phòng nhật bản an ninh quốc phòng của đài loan là an ninh quốc phòng của nước nhật bởi vì nếu như trung quốc đánh chiếm đảo quốc đài loan thì nó sẽ uy hiếp tới cái an ninh quốc phòng của nước Nhật. Chính điều này mà Nhật đã bắt đầu cho tăng cường cái ngân sách à, quốc phòng của họ lên 315 tỷ trong vòng 5 năm. Con số này được xem là con số cao đứng thứ ba rồi quý vị. Sau Trung Quốc và Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là cái quốc gia có cái ngân sách quốc phòng cao nhất. Đứng nhì là Trung Quốc. Thì bây giờ thứ ba là tới Nhật Bản. Thì quý vị, thứ nhất là Nhật Bản đã tăng cường cái khả năng quốc phòng của họ. Thứ hai là Hoa Kỳ đã bắt đầu lắp đặt thêm tất cả những cái vũ khí cần thiết mang tính chất kềm chế đối với Cộng sản Trung Quốc. Và quý vị, từ Okinawa mà cái dàn bệ phóng hỏa tiễn này vẫn có thể nhắm vào thêm lục địa của Trung Quốc được. Đặc biệt là đối diện với tỉnh Tiết Giang. Nếu mà quý vị coi lên trên, trên bản đồ, quý vị, Okinawa nằm ở đây, Đài Loan nằm ở đây. Và quý vị, từ Okinawa mà bắn vào khu vực Tiết Giang nằm ở tại Đài Châu nơi có căn cứ quân sự của Trung Quốc hay là Phú Châu, quý vị, rất đơn giản. Tại vì Mỗi một cái hỏa tiễn của Hoa Kỳ là tầm trung, tầm ngắn và tầm xa. Tầm ngắn thì bắn cũng tối thiểu ít nhất 350 km. Đủ sức bay tới phía chiếc giang rồi quý vị. Ok, còn nếu tầm trung thì cả ngàn cả, cả ngàn cây số. Và nếu tầm xa thì phải quý vị đấy là lên tới 7 8 ngàn cây số. Thì những dàn hỏa tiễn được lắp đặt ở tại đây là đủ sức răng đe đối với Trung Quốc, không những thềm lục địa của Trung Quốc mà từ Okinawa vẫn có khả năng bắn thẳng tới Bắc Kinh. Nếu như Trung Quốc mà có cuộc khuấy động quân sự ở trên eo biển Đài Loan, tại sao bắn thẳng tới Bắc Kinh? Tại vì ở Bắc Kinh gần đó là cái bộ chỉ huy trung ương của Trung Quốc. Mạng lưới điều khiển quân sự của Trung Quốc nằm ở đây. Do đó, Hoa Kỳ vẫn có thể chủ động tấn công vào lãnh thổ Trung Quốc nếu như Trung Quốc mở cuộc chiến tấn công đảo quốc Đài Loan. Và cái này nó cũng đã khẳng định lại cái lời hôm trước cách đây khoảng 2 tháng khi mà đài truyền hình CBS hỏi ông Joe Biden là nếu như trường hợp Trung Quốc tấn công Đài Loan, thì Hoa Kỳ có đưa các binh sĩ để mà can dự hay không? thì ông Joe Biden trả lời yes. Nhưng mà dù là sau đó, thì tòa bạch ốc lên tiếng đính chính, nói rằng ô, chúng tôi hỗ trợ quân sự cho Đài Loan dựa trên cái đạo luật quốc, ở cái đạo luật của năm 1979 là Taiwan Relations Act, tức là họ làm nhẹ nhẹ đi cái lời trả lời của ông Joe Biden. Tuy nhiên cái lời trả lời đó cũng cho thấy rằng ông Trudeau đã làm việc với bộ quốc phòng và bộ quốc phòng cũng đã dự tính tất cả các kịch bản trong đó là họ đưa quân can chiến trực tiếp với lại phía của Đài Loan nếu cần thiết và trong cái bản tin ngày hôm nay thì quý vị thấy là bộ quốc phòng đã bắt đầu cho tái lập lại cái cách tiếp cận đối phó với những trường hợp mà sử dụng những cái loại vũ khí mang tính chất là mass destruction tức là cái vũ khí giết người hàng loạt như là vũ khí sinh học vũ khí hóa học thì bây giờ họ bắt đầu tạo ra những cái đơn vị à, đặc chế về những cái phòng lab về chế các, các vaccine cách điều trị cho các binh sĩ khi mà bị thương hay là bị ảnh hưởng bởi các loại vũ khí này và thứ ba là những cái dụng cụ tức là những cái à, à, thiết bị quân sự mà dùng để phòng chống tất cả những loại vũ khí này thì quý vị Bộ Quốc phòng đã đưa ra bản kế hoạch này và họ nói rằng đề phòng cả Nga, Trung Quốc y Iran Mặc dù trong ngôn ngữ là đề phòng cả Nga, Trung Quốc lẫn Iran, nhưng trên nguyên tắc Hoa Kỳ chưa can dự cuộc chiến với Iran. Hoa Kỳ cũng không can dự cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Nhưng với Đài Loan có thể Hoa Kỳ can dự trực tiếp. Và cái dấu hiệu cho thấy rất là rõ ràng. Do đó, hầu hết cái việc mà tạo ra cái đơn vị mà à, gọi là đơn vị mới này để đặt trách việc đối phó với các loại vũ khí này đó quý vị là nhắm vào Trung Quốc nhiều hơn nhắm vào Trung Quốc thì nhiều hơn. Tức là Hoa Kỳ đã bắt đầu dự phòng tất cả những kịch bản cần thiết. Trong đó họ dự phòng Trung Quốc sẽ sử dụng loại vũ khí gì tấn công Đài Loan. Từ cyber attack tức là tấn công không gian mạng. Dùng các cái hỏa tiễn tấn công vào các cái vị trí về dân sự của Đài Loan. Tương tự như ở Ukraine đó. Tức là hệ thống cung cấp điện, hệ thống cung cấp nước, hệ thống cung cấp viễn thông, đài truyền hình hay là đài phát thanh đây là những vị trí mà bất kỳ một cuộc tấn công quân sự nào họ đều nhắm vào những chỗ này thì á Hoa Kỳ đã bắt đầu có những kịch bản đối phó với những kịch bản này nếu Trung Quốc sử dụng tròn à, hỏa tiễn từ ở trên các chiến đấu cơ của họ hỏa tiễn từ các chiến và dạ, các tàu chiến của họ bao gồm khu trục hạm của họ và kể cả những hỏa tiễn bắn từ thềm lục địa Trung Quốc thẳng vào đảo Quốc Đài Loan họ tính những kịch bản này và bên cạnh đó sử dụng các loại vũ khí là cyber attack tức là tấn công không gian mạng rồi à, vũ khí sinh học, vũ khí hóa học để uy hiếp cái tinh thần của người dân Đài Loan. Thì quý vị, quý vị thấy rõ ràng Hoa Kỳ đã chuẩn bị tất cả những kịch bản cần thiết để đối phó với tình trạng Trung Quốc có thể mở cuộc tấn công bất cứ giờ phút nào. Và do đó tại sao tôi nói lúc trước quý vị, Okinawa trên nguyên tắc họ chỉ có 50.000 quân. Và con số này đã dừng lại trong suốt mấy chục năm chỉ có thời của ông Trump lên cho tới thời của Joe Biden bây giờ, thì số lượng trú đóng quân sự của Hoa Kỳ tại Okinawa là 60.000 quân, tăng thêm 10.000 quân. Và con số này vẫn không dừng lại. Nó sẽ được tăng tiếp tục từ ở Guam qua, từ ở Hawaii và kể cả từ ở thêm lục địa của Hoa Kỳ chi viện, chi viện qua cho phía Okinawa. Trong khi đó, ở tại Ichiwan Nam Hàn, Hoa Kỳ vẫn là có 28.500 binh sĩ thôi. Còn Okinawa đã được tăng cường rất là nhiều. Như vậy, chúng ta thấy rõ ràng có hai vấn đề mà chúng ta thấy rõ. Thứ nhất là việc tăng cường mạng lưới quân sự của Hoa Kỳ dồn về Á Châu, mục đích là đối phó Trung Quốc chứ không phải Hàn Quốc, ở cho Bắc Hàn. Bắc Hàn trong suốt một năm qua quý vị thấy họ bắn rất nhiều hỏa tiễn đe dọa thậm chí bắn cả tròn vào trong lãnh thổ của Nam Hàn. Nhưng số lượng binh sĩ của Hoa Kỳ tại đây vẫn là 28.500 binh sĩ. Không có tăng thêm. Tức là Hoa Kỳ đánh giá Bắc Hàn chưa phải là cái mối nguy hiểm để tăng cường tất cả mạng lưới quân sự. Họ chỉ vung đắp cho cái khả năng quốc phòng của Nam Hàn mà thôi. Nhưng ngược lại, từ Nhật Bản xuống tới Đài Loan, đặc biệt là Okinawa, thì họ đánh giá rằng Trung Quốc nguy hiểm hơn phía của Bắc Hàn. Họ có thể tấn công đảo quốc Đài Loan. Do đó, từ 50.000 quân mà trong vòng mấy năm qua đã tăng thêm 10.000 quân, tức là 60.000 quân rồi và từ Hawaii, từ Guam cũng đã bắt đầu tăng cường mạng lưới quân sự tại đây. Thì quý vị, trước khi mà ông Trump lên và trong suốt nhiều năm thì Hoa Kỳ có 175.000 binh sĩ trú đóng tại Á Châu. Bây giờ con số này là 250.000 binh sĩ. Tức là Guam cũng tăng cường, Hawaii cũng tăng cường, một số nơi khác cũng tăng cường. Và cái chiến lược trước đây mà ông Trump đề ra với lại Bộ Quốc phòng mà ông Mark expert đã từng nói và bây giờ Lloyd Austin cũng phải đi theo cái lộ trình này là Hoa Kỳ sẽ đưa khoảng 400.000 quân hiện diện tại Á Châu. Quý vị, 400.000 quân được điều động về Á Châu có nghĩa là họ nhìn thấy rõ cái tiềm năng xung đột về quân sự ở Á Châu rất lớn. Hoa Kỳ phải đầy đủ khả năng kềm chế. Và cái vị đương nhiên xung đột này thì ở đây chỉ có một mình Trung Quốc là gây hấn thôi. Đâu có quốc gia nào ở trên biển Đông hay là ở trên eo biển Đài Loan hay là khu vực của Nhật Bản mà gây hấn đâu. Chỉ có một mình Trung Quốc gây hấn thôi. Do đó 400.000 quân này đổ về chủ yếu là đối phó với lại cái tiềm năng đe dọa của Trung Quốc. Đó là chuyện thứ nhất. Và chuyện thứ hai họ dự tính tại Á Châu. Tôi nói Á Châu nói chung nha. Tôi không nói khu vực nào là đặc biệt là trong vòng 5 năm nữa là sẽ có sự xung đột vũ trang. Và khi bùng nổ một cái cuộc xung đột vũ trang thì Hoa Kỳ phải có đủ cái khả năng quân sự để mà trấn áp và kiểm soát, không để cho nó lan rộng ra bên ngoài. Không để nó lan rộng ra tính chất toàn cầu. Do đó, việc đổ quân về, lắp đặt tất cả những cái hạ tầng cơ sở về quân sự, cũng như là chuyển những cái vũ khí tối tân nhất của Hoa Kỳ về khu vực Á Châu là điều đang diễn ra và quý vị thấy ngày hôm nay là cả lực lượng quốc phòng của Hoa Kỳ và lực lượng quốc phòng của Nhật Bản đã bắt đầu improve tức là cải thiện và tăng cường cái mối quan hệ của họ cùng một lượt họ cũng đã làm việc với lại phía Philippines bởi vì Philippines và Đài Loan kiểm soát cái bè, cái eo biển Bashi Channel nơi sông ra Ba Thái Bình Dương của Trung Quốc quý vị coi lại bản đồ quý vị Philippines đây là toàn bộ lãnh thổ của Philippines thì quý vị thấy từ ở cái khu vực này tức là Luzon mà lên tới khu vực ở cái đuôi của của đài loan ở đây là cái vị đây là chỗ mà philippines và đài loan kiểm soát và toàn bộ cái khu này người ta gọi là cái eo biển Bashir channel đây là nơi mà trung quốc có thể xông ra thái bình dương do đó tại sao mà quý vị thấy trong cái bản tin đó là à, phía của hoa kỳ à, và phía của à, xin lỗi quý vị à, hoa kỳ đã bắt đầu tập trận để mà phối hợp với nhật bản và philippines trong cái trường hợp mà có cái sự conflict với Trung Quốc bởi vì quý vị, nếu mà coi trên bản đồ thì quý vị nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan thì có hai kịch bản. Thứ nhất là hàng không mẫu hạm của Trung Quốc sẽ trụ ở ngoài này, đi họ đi ngang qua một là cái eo biển Miyako, hai là cái eo biển Basinal để ra ngoài này và tấn công ngược lại đảo quốc Đài Loan. Do đó, phải có sự phối hợp của Philippines. Cùng một lượt thì quý vị thấy ở đây là khu vực của Palawan và khu vực này là khu vực quần đảo Trường Sa thì Nhật Bản đang huấn luyện cho binh sĩ của Philippines sử dụng các tàu chiến của họ ở đây. Thì quý vị, rõ ràng có sự phối hợp giữa Hoa Kỳ, Philippines và của Nhật Bản. Tuy nhiên, Philippines không có can dự trực tiếp. Họ có thể cho mượn các cái vùng là không phận và hải phận của họ để cho lực lượng quân sự của Hoa Kỳ có thể sử dụng được. Nhưng họ không can dự cuộc chiến. Riêng Nhật Bản, thì quý vị thấy rõ ràng, tất cả những cái nhận định vừa rồi và ngày mai thứ tư thì sẽ có phiên họp 2 đối 2 giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ cho thấy rằng là việc mà hợp tác về quốc phòng của Nhật Bản và Hoa Kỳ càng lúc càng gọi là chặt chẽ hơn. Ngày mai là Lloyd Austin và ông Anthony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao sẽ gặp gỡ với hai đối tác của Nhật Bản là Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản và Bộ trưởng Ngoại giao của Nhật Bản. Cái này gọi là hai đối hai. Thì quý vị cuộc họp ngày mai họ cũng sẽ nhấn mạnh cái tầm quan trọng ở trên khu vực chiến lược Indo-Pacific, tức là ở Châu Thái Bình Dương. Bên cạnh đó thì quý vị eo biển Đài Loan đang trở thành một cái mối quan tâm hàng đầu của giới quân sự Nhật Bản và giới quân sự Hoa Kỳ. Đây là cái cuộc họp khá quan trọng, họ sẽ đưa ra nhiều chiến lược hợp tác, trong đó ngoại trừ vấn đề quân sự đối phó với Trung Quốc, họ cũng phải tính tới cái kịch bản gọi là cái cơn khủng hoảng về nhân đạo, tức là nếu Trung Quốc mà tấn công đảo quốc Đài Loan thì nó sẽ xảy ra cái uh, tình trạng dân Đài Loan sẽ phải chạy ra bên ngoài để tị nạn chiến tranh thì những nơi nào sẽ là những cái nơi dưới sự quản trị của quân đội Hoa Kỳ hoặc quân đội của Nhật Bản để mà đón tiếp những người tị nạn chiến tranh người dân Đài Loan chạy ra ở phía Tây của Thái Bình Dương tức là quý vị nhìn thấy trên bản đồ là họ không có chạy ngược về thêm Trung Hoa lục địa mà họ chạy ra bên ngoài biển mà bên ngoài biển thì chỉ có Philippines và Nhật Bản thì nếu họ chạy về hướng Bắc thì có nghĩa là Okinawa thì Nhật Bản phải có trách nhiệm làm sao thiết lập những cái uh, nơi tạm trú cho những người dân Đài Loan hoặc dân Nhật Bản lánh nạn chiến tranh. Còn nếu chạy về phía Nam thì có nghĩa là Philippines sẽ phải có một cái cánh, phải có một cái khu vực để mà đón tiếp những người tị nạn của Đài Loan nếu trường hợp xảy ra chiến tranh. Thì cái vị cuộc họp ngày mai nó gồm hai phần. Thứ nhất là họ sẽ cam kết thắt chặt cái mối quan hệ quân sự trong đó Nhật Bản sẽ dành cho Hoa Kỳ lắp đặt tất cả những vũ khí cần thiết ở trên Okinawa và thứ hai là những cái uh, trung tâm đón những cái người tị nạn hay là giải quyết cái cơn khủng hoảng về nhân đạo tức là cái làn sóng lánh nạn chiến tranh của người dân Đài Loan có thể xảy ra thì quý vị họ tính tất cả những kịch bản này vì vậy mà tại sao mà cái lời nhận định của tổ chức CSIS cho rằng Hoa Kỳ bị thiệt hại À, trong cái hai cái hàng không bảo hạm là bởi vì Hoa Kỳ phải chi phối khá nhiều thứ nhất là vừa phải lo à, vấn đề quốc phòng với Nhật Bản đối đầu với Trung Quốc và Đài Loan đối đầu với cả ba quốc gia thứ hai Hoa Kỳ còn phải lo thêm cái phần gọi là về dân sự nữa chính điều này mà có những cái cuộc gặp gỡ rất nhiều lần giữa phía Nhật Bản và phía Hoa Kỳ bởi vì trên nguyên tắc trên nguyên tắc thì Đài Loan chưa có ban giao chính thức với Nhật Bản Nhật Bản và Đài Loan có những mối quan hệ tốt nhưng không có bàn giao chính thức. Nhật Bản vẫn vẫn đồng ý cái chính sách one policy của Trung Quốc. Mặc dù rằng trong thời gian gần đây, Nhật Bản đã tuyên bố an ninh quốc phòng của Đài Loan là an ninh quốc phòng của Nhật Bản. Nhưng mà quý vị, trên nguyên tắc thì về mặt chính thức officially thì chưa có. Do đó, Nhật Bản cần phải có những cái giải pháp để bảo vệ cho Đài Loan mà không vi phạm vào cái hiến pháp của Nhật Bản và không có à, vi phạm vào tất cả những cái lời cam kết trên cộng đồng quốc tế của Nhật Bản chính vì vậy mà đôi bên phải làm việc rất nhiều lần họ phải tìm ra một cái giải pháp trong lúc mà tìm cách cô lập Trung Quốc, quý vị cuộc đối đầu của Nhật Bản và Hoa Kỳ và với Trung Quốc ở trên khu vực này tôi nghĩ rằng thời gian tới sẽ có nhiều căng thẳng bởi vì những dấu hiệu ngày hôm nay cho chúng ta một câu trả lời ít nhất một cái hình ảnh chúng ta trả lời rất rõ ràng là Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ can dự trực tiếp nếu như Trung Quốc động quân với Đài Loan. Trước đây thì chúng ta vẫn còn bị mơ hồ, không biết là Nhật Bản có làm hay không, rồi Hoa Kỳ có làm hay không. Nhưng bây giờ quý vị, với những cái uh, biến chuyển ngày hôm nay thì chúng ta thấy rõ ràng cái bức tranh nó rõ nét hơn, nó không bị out focus nữa rồi. Nó bắt đầu rõ nét là Hoa Kỳ, Nhật Bản sẽ can dự trực tiếp nữa. nếu như Trung Quốc tấn công Đài Loan và có sự can dự này và sự tăng cường quân đội của Hoa Kỳ ở tại khu vực này sẽ tăng cường mức kềm chế đối với Trung Quốc. Tức là họ muốn cho Trung Quốc phải suy nghĩ hai lần. Think twice. Tức là suy nghĩ hai, hai lần trước khi quyết định tấn công đảo quốc Đài Loan. Bởi vì khi tấn công đảo quốc Đài Loan thì cái hậu quả Trung Quốc nhận lãnh sẽ là một cuộc đương đầu với Hoa Kỳ và các đồng minh. Thứ hai là cái hậu quả về kinh tế mà ngày hôm qua ông cựu tổng thư ký của Liên minh NATO đó đã lên tiếng cảnh cáo là Trung Quốc sẽ có một cái hậu quả về kinh tế rất lớn nếu như mà họ liều lĩnh tấn công đảo quốc Đài Loan. Thì quý vị, do đó, cái việc tăng cường quân sự của Hoa Kỳ không phải là để khiêu khích Trung Quốc, mà tăng cường cái khả năng kiềm chế đối với Trung Quốc và chuẩn bị cho những cái kịch bản xấu nhất nếu khu vực Á Châu xảy ra xung đột. Thì Hoa Kỳ có đầy đủ lực lượng để chi phối ở khu vực này và kiểm soát cuộc chiến không để cho nó lan rộng ra bên ngoài đó là cái mục tiêu của hoa kỳ khi chuyển trục về á châu và nếu như tiêu trừ được cái tầm ảnh hưởng bành trướng của trung quốc thì lúc đó trật tự tại á châu mới được tái lập trở lại và đây chính là cái mục tiêu của hoa kỳ tái lập một cái trật tự mới tại á châu trong đó trật tự về kinh tế về quân sự về an ninh hàng hải và chống tội ác xuyên quốc gia đây là những cái trật tự mà cần phải lắp đặt lại tại Ả Châu sau 30 năm nó bị rơi vào cái vùng màu xám. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích của Phong trong cái Hiêu Tinh Nhật Ký phần 1 ngày hôm nay liên quan tới những cái uh, chi tiết mà sáng hôm nay trong cái chương trình tin tổng hợp Phong đã loan cho quý vị về cái uh, việc mà Hoa Kỳ và Nhật Bản đã bắt đầu lắp đặt tất cả những cái vị trí hỏa tiễn cần thiết trên đảo quốc Okinawa, trên cái đảo Okinawa thì đúng hơn để mà uh, kềm chế đối với Trung Quốc và cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình phần 2 của Hiếu Tinh Nhật Ký. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.